Với cánh đồng lúa xanh và lũy tre làng mang hơi thở của làng quê, hành trình trải nghiệm làng quê An Mỹ bắt đầu với nét vui tươi và hào hứng của các du khách. Những vườn rau xanh mơn mởn dài tầm tắp đã mê hoặc biết bao ánh mắt, và hơn bao giờ hết, du khách như cảm nhận rõ hơn cái nghề quanh năm một nắng hai sương, chịu thương chịu khó này. Họ thích thú khi tận tay cầm những dụng cụ nhà nông để xới đất, trồng rau, tưới nước. Thực sự là rất vui vì đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm những công việc này. Tôi đến từ vùng làm nông nghiệp của Thụy Điển. Đặc biệt ở Việt Nam hoạt động này thú vị, có thấy hơi khó một chút. Nghề nông chân lấm tay bùn, hóa ra chẳng xài tí nào. Để du khách có những trải nghiệm và cảm nhận về con người và làng quê Việt, hành trình này cho phép những du khách đam mê khám phá, thực hiện những công việc thường ngày cùng người dân địa phương. Không dễ gì có dịp, họ không ngần ngại xuống ruộng gieo mạ, cấy lúa. Không những thế, họ hào hứng tham gia các hoạt động lội ruộng bắt cá và cả điều khiển trâu cày trên những thửa ruộng. Đây là một điều rất tốt, phải nói như thế. Thì ở đây cũng là bước đầu nhằm ra mắt với khách nước ngùa và trăng nước biết về cái làng quê ông Mỹ để sau này có thể là có cái doanh nghiệp tạo điều kiện cho dân ở đây, cùng với dân ở đây để mà phát triển về cái du lịch. Làng du lịch An Mỹ không chỉ là nơi tái hiện khung cảnh thiên nhiên mà còn là nơi diễn ra cảnh sinh hoạt quen thuộc của người dân phố hội. Rất nhiều du khách nhiệt tình tham gia các hoạt động cùng người dân. Trong mỗi chuyến đi, có lẽ nét văn hóa ẩm thực bản địa luôn là yếu tố quan trọng níu chân du khách trở lại vùng đất họ đã đi qua. Được cùng người dân bản địa nấu những đặc sản địa phương và thưởng thức nét ẩm thực đa dạng và đặc sắc ấy trên con đường ven ruộng thì không còn gì bằng. Bếp lửa đang rực cháy, người dân khéo léo chế biến những món ăn thơm nức. Du khách vừa có thể làm, vừa có thể thưởng thức các món ăn được trưng bày dọc trên con đường thơm hương lúa này như bánh ướt, bánh xèo, bánh bèo, tam hữu và tham gia nướng cá lóc bằng rơm. Không cao lương mỹ vị, đơn giản chỉ là một con cá lóc nướng trui vừa mới tát mương đem về. Cộng với các món ăn với bàn tay khéo léo của người dân nơi đây đã tạo nên một bàn ăn đơn sơ mộc mạc nhưng thấm đượm nghĩa tình. Tôi thấy hành trình ngày hôm nay rất vui và thú vị. Chúng tôi không còn là những du khách mà thực sự chúng tôi đã có những trải nghiệm rất Việt Nam. Tôi rất hào hứng. Cũng chính tại vùng đất này mà nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật đặc sắc như hát hò khoan, hát ru và dân ca xứ Quảng còn được bảo tồn và lưu trữ. Rất nhiều hoạt động giải trí như cuốn du khách vào hành trình trải nghiệm một cách tự nhiên bởi tính chất phát, nhiệt tình và đồng hậu của người dân nơi đây. Nhiều du khách không giấu được sự thích thú khi thả những con diều do chính tay mình cắt dán. Dù còn thô sơ, nhưng mỗi con diều hoàn thành mang lại niềm vui cho họ trong chuyến du lịch trải nghiệm tuyệt vời này. Chỉ với đôi nét mộc mạc chân quê ấy thôi sẽ tạo cho du khách những khoảnh khắc ngọt ngào và kỷ niệm khó quên. Vì vậy, hãy thử cảm nhận một ngày làm nông dân phố cổ để được lội bùn, khom lưng, bắt cá, thả diều và đón nhận những phút giây đầy ý nghĩa.